Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Tây Mộng mình nha. Thì hôm nay mình cầm máy quay á, là mình có chuyện muốn công khai với các bạn với lại cả Tây của mình luôn. Thì kệ mẹ mày. Hôm nay mình sẽ dẫn người yêu của mình về ra mắt cả Tem nè, rồi xong ra mắt các bạn luôn. Mình quen người yêu mình á cũng được 2 tuần rồi. Trời ghê chưa? Người đó cũng không có xa lạ gì với các bạn đâu. Mình có nói rồi, các bạn đừng có bất ngờ nha. Thì lúc giờ Tem mình không có đông đủ. Bây giờ Tem mình đông đủ rồi nên mình mới về mình công khai. Lúc giờ mình cũng giấu các bạn này, giấu luôn chị Tiền chị Tú. Hôm nay mình dẫn về chắc chị Tiền chị Tú bất ngờ lắm á. Thì người yêu của mình ngại quá. Người yêu của mình cũng rất là xinh luôn nha. Người đó cũng trong tem của bọn mình luôn. Damn. Nhưng mà lúc giờ mình chỉ giấu các bạn thôi. Mình giả vờ như là không có quen gì hết á. Ở ngoài hai mình quánh lộn dữ lắm. Nhưng mà hiện ra thì về thì khác. Không có giống như lúc mà ở nhà chị Tú hai người quánh lộn đâu. Lúc về nhà thì mọi chuyện sẽ khác thôi. Thì người yêu của mình đó chính là đi vô đây nè. Đây chính là người yêu của mình đây. Thì mình với Ngân quen nhau cũng được 2 tuần rồi, đúng không? Đúng. Lần. Nên bây giờ mình mới về công khai với chị Tú, chị Tiền biết rồi luôn cho các bạn biết nữa. Đây, người yêu của mình đây. Mở hộ trang ra coi. Ai cô đứng hình mất 5 giây. Thì bây giờ mình sẽ ôm yêu mình nè, hôn người yêu mình nè, cho các bạn ăn cơm chó đã luôn. Mình dẫn về cho cả Tem ăn cơm chó luôn. Tại vì chị Tiền lờ đâu có người yêu đâu. Đừng có ai hẹn, đừng có ai hẹn. Thôi lộn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ dắt người yêu mình về ra mắt với cả Tem mình thôi. Chắc cả Tem mình bất ngờ lắm đây, chắc không tin mình đâu. Nhưng mà mình sẽ làm cho bọn họ tin, đúng không? Đúng. Đi thôi. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn em mình về ra mắt thôi. Đi, đưa tay đi coi. Sao đi bỏ. Để nón lên, nón đâu. Ok, bây giờ mình sẽ về. Thôi, về dẫn về cho chị Tú, chị Tiền. Sẽ bất ngờ lắm đi. Mình quen 2 tuần rồi mà mình đâu có nói đâu. Thì bây giờ mình sẽ dẫn người yêu mình vô ra mắt chị Tiền chị Tú nha. Quên nữa chứ, có chị Tiền lỡ ở chỗ nó ra mắt cho bà bất ngờ. Tại bà nói mình nó là ới suốt đời không bao giờ có người. Y vậy, y vậy. Hai anh em gì này quá lạ. Trời, chị bữa nay nắm tay nắm chân gì. Bữa nay là chở mấy phút chưa? Hẹn 8 giờ, 1 giờ mới lỡ. Trừ lương. Dạ. Trời ơi, hai phải làm gì vậy? Một giờ nha. Quay nhau được 2 tuần rồi đó. 2 tuần
luôn. Nghĩ sao nghe chị quen mày? Dạ. Mày nghĩ sao nghe chị quen mày? Chịu không anh? Chịu. Toàn sự. Ngân đó. Mày ơi. Giống như đang bị bỏ bùa. Mày nói gì vậy mày? Đeo. Mày nói mặt trời. Mày quay ra được 2 tuần rồi đó. Chịu tên hả? Không. Mày nói như cái bánh bao chịu. Thấy nè, con kiến thường xịt gì thôi chứ nguy hiểm chưa. Hai đứa họ đeo mắt kiến thường rất là nguy hiểm. Tại vì ai đó không hiểu. Ý, thấy gì thôi. Cùi. Em có biết quá khứ của Tiến chưa? Hahahaha. Dưới gốc cây còn làm được. Cái gì rồi? Nó dịch bạn gái trên cây xài đó. Ở dưới gốc cây xanh nữa nè. Cây bóng mát nữa nè. Gần sọt cát nữa đó. Giờ ai bóng mốt em giữ rồi. Giờ ai còn liếm mốt nữa. Vậy sao bữa mày về quê mày có nghe tao có nghe mày nói gì đâu? Dạ em lại đông đủ mọi người mới nói. Đông đủ vậy hiếm Vi kìa. Dạ tại Vi đi học không lẽ em chờ Vi đông đủ chắc lúc đó tụi em không thể nào mà thể hiện trước mặt hai mọi người được. Tại lúc nào tụi em không giả bộ quá lộn để trước mặt mọi người sao đó. Tụi em yêu thương nhau tụi em phải công khai cho mọi người biết chứ. Đau không phải quốc gái đây mới cần. Vậy chê khó. Vậy là người ta phải người yêu. Đúng rồi. Có phải người yêu đâu. Mới quen nhau mà đâu có biết là đâu. Sao nãy không được. Hồi nãy không trên đầu trên mặt thấy đó. Kìa nãy đó. Đúng rồi đó. Tụi bay cho anh ta đúng không? Cho anh ta không thì. Vậy Hùng thử khác đi. Hùng cao tên. Hùng. Ổng Hùng thôi không biết. Trời ơi đặt ra ghê. Không phải tên cho chắc là được. Không chê ta hả? Nào sao lúc giờ thấy tụi bay tàn là gây lộn nhau không biết giả vờ trước mặt mọi người thôi. Giả vờ. Giả vờ mình mẹ. Yêu em yêu thương nhau lắm. Trời ơi tao tâm được muốn ăn sao mày quen biết làm gì. Tại ngu em á. Không tại em ngu. Trời em đang về quê tầng ở trên đây nhớ em nè. Nhớ không á ơi. Đúng không? Trời ơi. Về bóc cho đi. Hà táo bà em nói cho chơi. Mày đâu có ai là tiền. Mày không có bồ kìa. Sao mày cũng có đôi là tiền hết. Không. Cùng nữa. Sao giếm tiền. Trời cứu chị rồi. Trời ơi, sao tao những đứa có quen nữa. Nè.
bình thường đi bình thường. Cái nước chú tiếp tới lại là đi hai hàng, đi hai hàng. Trời, không tin được luôn á trời. Trời, quá nhóc hẹp trời. Đi sao mọi người nhìn mặt một ánh mắt. Ông ăn em cũng tiền đó mày phải làm sao mày thương yêu đó nghe. Vừa làm con em quên luôn. Nè, em mới có con em phải chịu con chị, chơi con chị đó. Trời ơi, quên nữa. Mà lúc đó từng thích con chị giờ thích luôn con em luôn. Yeah.